Xin chào các bác. Em tiếp tục về biến tần năng lượng mặt trời độc lập sử dụng hệ lưu trữ 24V loại 3 trong 1. Biến tần thì đã tích hợp sẵn sạc năng lượng mặt trời, sạc lưới và tích hợp chuyển đổi nguồn từ 24V lên 220. Đây là hình thức của biến tần. Trọng lượng của biến tần là 11 kg các bác nhé, rất là nặng, cực kỳ chắc chắn và chất lượng. Nhà sản xuất thì đã đấu nối sẵn cho các bác hai sợi dây ra hệ lưu trữ và nó sử dụng hệ lưu trữ 24V các bác nhé. Đây ạ, ắc quy 24V DC. Đây là cổng kết nối từ tấm pin mặt trời vào. Điện áp vào của tấm pin mặt trời là từ 30 đến 50V. Và đây là một cổng AC ra, đây là AC output. Bác xem qua thông số. Model là 24V 2kVA. Sử dụng hệ lưu trữ 24V. Điện áp ra là 220V. Công suất là 1500W. Công suất cho tải tối đa là 1500W các bác nhé. Đấy, năm sản xuất là 2021. Điện áp của tấm pin là từ 30 đến 50V. Dòng sạc của tấm pin là từ 0 đến 45A. Thì cái con biến tần này nó có thể chịu được khoảng 1500W pin các bác nhé. Tối đa là 1500W pin ạ. Và cũng cho tải tối đa là 1500W. Đây là cái màn hình hiển thị thông số. Ngoài ra thì con biến tần thì có tích hợp sạc lưới. Ví dụ như các bác mà chưa sử dụng tấm pin mặt trời thì có thể mua cái biến tần này và sử dụng khi mất điện, thì có thể là đã có tích hợp sẵn cái sạc lưới rồi. Các bác chỉ cần cắm khi nào mất điện thì dùng, khi nào có điện thì các bác có thể cắm và để sạc lại cho ắc quy. Thì nó sẽ không mất thêm chi phí để mua thêm một bộ sạc ắc quy rời bên ngoài nữa. Và sau này ví dụ như có dùng pin mặt trời thì là các bác đấu luôn vào cái đường pin mặt trời này vào để sạc cho ắc quy. Rất là tiện lợi. Sợi dây ra hệ lưu trữ thì đã bấm sẵn hai cái đầu cốt. Ngoài model 24V ra thì em còn biến tần chạy hệ lưu trữ 12V, các bác xem lại cái video trước ạ. Giá thì em sẽ để công khai, các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo em để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bác.